chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sàn Đấu Ca Tơ. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Ngày hôm nay chúng tôi chắc chắn mang đến cho tất cả quý vị những giây phút thật là thư giãn, thật là sảng khoái, thoải mái, chìm đắm vào không gian âm nhạc. Khi mà chúng ta gặp lại nhau như thế này thì cũng có những cái thay đổi nho nhỏ về lịch phát sóng nè. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và đối với luật chơi cũng có thay đổi một tí xíu. Đúng. Chúng ta sẽ vẫn có hai đội chơi gồm có 3 người. Đó, hai khách mời của chúng ta sẽ là đội trưởng của mỗi đội. Đúng. Và mỗi đội sẽ có 2 thành viên. Hợp lý. Đó, nhiệm vụ của các bạn thành viên của chúng ta là phải thuyết phục và phải hát làm sao để khách mời lựa chọn hai người bạn đó về đội của mình. Trong trường hợp cả hai đội trưởng đều quyết định là chọn thí sinh đó thì quyền lựa chọn sẽ được lật lại, thí sinh sẽ là người quyết định về đội nào. Nhưng đầu tiên hãy cùng nhau đến với những nhân tố rất đặc biệt để làm nên thành công của chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu ban nhạc LONG Ben Long Blackpink. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai nhân vật cũng khá là quan trọng của cộng chương trình. Cộng cán. Xin mời Kim Ngân và Minh Trí. Đây là hai ca sĩ hỗ trợ của chúng tôi, hai là những người sẽ giúp chúng tôi thể hiện giai điệu bài hát đó để cho những người chơi nắm được giai điệu để hát bài hát đó sao cho chuẩn xác nhất. Và chúng ta đã làm quen với ban nhạc, chúng ta đã làm quen với hai ca sĩ hỗ trợ. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai vị khách mời rất là đặc biệt. Họ là những người đã sở hữu rất là nhiều những cái lượt xem trên những cái kênh toàn cầu như là YouTube. Có kênh YouTube là kênh nổi tiếng nhất. Và chúng tôi sẽ không giới thiệu tên khách mời đâu. Quý vị hãy cùng thưởng thức một màn trình diễn rất là ấn tượng của hai vị khách mời này nha. Xin mời. Nhưng như một đóa hồng phai hương sắc heo hon theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim. Vỡ tan nhận lại như cuối rụng rời, nạn đã xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhậm màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta, cánh hoa ta, dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo. Anh quên khi ta có nhau, những phút ân
cánh hoa ta, cánh hoa ta dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần để em còn không nhớ mong. Cánh hoa ta, cánh hoa ta dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân. Trời ơi, tưởng đâu ai xa lạ. Vâng, và ca khúc tiếp theo đó là một bài hát mà ơi hết chương trình. Cái này là chương trình game show giải trí chứ không phải ca nhạc. Live show của hai đứa mà. Mỗi bữa sao nghe, sao nghe. Không ai xa lạ, đó chính là BB Trần và Hải Triều. Nhưng mà tụi em ơi, hình như cái hình tượng này nó hơi lạ lẫm so với những gì mà khán giả biết về BB Trần và Hải Triều. Không ấy, mình bung cái vỏ bọc bên ngoài nó ra đi. Mình lấy cái lẩu ra nè. Không, cái cốp là nó như vậy rồi. Hả? Cái cốp rồi là nó như vậy. Cái cốp mấy cái kia là cái diễn thôi. Cái kia là diễn thôi. Chỉ là... giống như là cơm áo gạo tiền. Đúng rồi. Vì nghề nghiệp, vì đam mê thôi chứ thật ra hai đứa ngoài rất là đàn ông. Bây giờ cho lại là để chứng tỏ cái sự đàn ông, là cho lại cái bài hồi nãy của Trấn Thành hát nè, cho hai bạn diễn nè. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc yêu hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rung rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có ai lòng bờ cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta, cánh hoa ta dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân dây theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa ta, cánh hoa ta dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân dây theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Hy vọng mà anh Trấn Thành nó không coi bài này của tụi mình ha. Cho mà anh tủi thân. Nói chung thì bây giờ chúng tôi đã bắt đầu xác nhận được đây đúng là BB Trần và Hải Triều rồi. Tao người ta giả mạo à. Nhận dạng ra được rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là BB Trần và nghề nghiệp của mình là diễn viên hài. Đối với cái hài bóng vui vậy đúng không? Hơi nghiêm túc quá hả? Quê quán đâu? Quê quán luôn hả? Thôi, cân nặng chiều cao nữa. Cân nặng chiều cao là BB là cao 1m81 và nặng là 70kg. Số đo ba vòng là 100, 100 và 100. Tá người ta điện vậy. Rất lợi cảm. Còn Hải Triều. Dạ, Hải Triều tên là Hải Triều. Hiện tại thì Hải Triều đang là diễn viên. Hải Triều cao 1m85, cân nặng 65kg. Không, 65kg là sai nha, cái này là sai nha. Hải Triều nặng tới 80kg đâu nha mọi người. Ủa, bạn thân quá à. Bạn thân quá à. Bây giờ nè, có cái điều khó khăn này, ở ngoài hai bạn là cũng là thân thiết với nhau, nhưng mà khi lên chương trình này hai bạn là hai đội phải đấu với nhau đó. Thật ra chắc là Trâm không biết là ở ngoài hai đứa không có thân nhau lắm. Ủa vậy hả? Ngày vất tâm là như thế đây. Ở BB thì hiền lành, dễ thương, còn Hải Triều thì rất là cộc tính và rất là nông nổi. Chương trình giật mặt nhau đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ quay về vị trí của mình để chờ đón những người chơi. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần cũng khá là gây cấn đây. Đó chính là lần lượt 4 thí sinh sẽ xuất hiện và họ sẽ thể hiện tài năng ca hát của mình. Các bạn sẽ là những người lắng nghe thật là kỹ bằng mọi thủ đoạn để dụ dỗ họ về đội của mình. Bởi vì nếu mà các bạn có thể tuyển dụng được những thí sinh nào mà có tài năng về âm nhạc thì cái lợi thế thắng các bạn rất là cao.
Và ngược lại, chẳng may các bạn bốc nhầm một thí sinh không biết gì về nhạc thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được kết quả chúng ta sẽ đi về đâu. Ok. Vì thế hãy lắng nghe thật kỹ. Có khi nào thí sinh không chọn hai người đúng không? Tất nhiên là không. Nếu không chọn thì sẽ không được chơi. Vậy thôi. Nhưng mà mình có thể nào chọn bốn thí sinh về một đội luôn được không? Tất nhiên không là luôn. Không. Vậy thì chơi một mình. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên. Bao ngôi sao trên đời, anh không biết cùng đời mãi ra sao. Dù già lão dù già sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết lòng nào hay chẳng sao. Tình yêu ấy dù không mấy chàng soái ca. Tên gọi thường ngày của nấy là Trùng Dương. Mình nhấn được chưa? Chưa. Từ từ đừng có nóng triều. Để đừng nghe người ta nóng. Giới thiệu. Em tên là Phan Đặng Trùng Dương. Em là sinh viên kiến trúc khoa mỹ thuật trường đại học Công nghệ Hồ Chí Minh. Em khả năng của em là hát, sáng tác và biết chơi nhạc cụ ạ. Bây giờ em hãy kể sơ sơ về những cái vốn kiến thức âm nhạc của em đi. Em rành về thể loại nhạc gì? Dạ, vốn kiến thức của em thì là gì em không biết hết à? Thấy chưa? Cái gì cũng biết. Tôi không chọn. Gì kìa vậy? Ngữ giọng nói là trả bài. Rồi sao? Dạ không có anh ơi. Giới thiệu cho nên có thể là Đánh lừa. Đúng rồi. Phải chọn. Nhấn đây rồi chọn đi. Triều không có tin là thể loại nhạc nào em cũng biết. Bây giờ em phải chứng minh điều đó. Anh Triều sai rồi. Bây giờ anh yêu cậu gì em hát cái đó nè. Rồi Triều hát cái lương. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thó tiên. Mơn gió đông sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bản tình okay, chúng ta. Được rồi, em được 2 điểm từ anh. Tới Bolero. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi em chọn, đẹp trai. Thôi ơi. Em ơi, cả hai đội trưởng đều quyết định chọn em. Bây giờ. Và bây giờ cái lý do mà em chọn rất là đơn giản. Là cái gì? Tại vì cái tiêu chí em đặt ra là cái người thí sinh phải hơn Hải Triều. Bạn này đẹp trai hơn Hải Triều, hát hay hơn Hải Triều là em chọn. Trời ơi, cái lý do của Bibi nó tác hẳn vô mà. Me too. Cái tiêu chí em chọn á là hát được nhiều thể loại hơn Bibi. Rồi, ok. Nhưng mà bây giờ hai bạn đã không. Em không cần biết, đèn vẫn còn sáng, đèn tắt rồi.
Đâu? Nè, em bất chấp. Mới nhấn xào. Bây giờ em ơi, em được có quyền ngược lại. Chọn đi em. Là em chọn về đội ai? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Bây giờ em chọn ai? Em xin chọn về đội em anh. Em ơi. Cái gì có tiền nữa hả? Trời ơi! Gà bà uống nước! Trời ơi! Dùng uống rồi em! Hả? Uống nước không? Quá. Anh nói em nghe nè, bây giờ nhìn. Nè! Nhìn hai đứa không? Nhìn hai đứa vẫn xứng hơn. Không! Bây giờ hỏi nè, tiêu chí của một ca sĩ là cái gì? Hát hay. Ừ. Không bị đớt. Đây không đớt, kia đớt dữ lắm. Thì bởi vậy, chính vì bị đớt thì phải chọn cái người hát rõ ràng, đúng không mọi người? Không. Bù trừ. Không có bù trừ được, còn đây là cộng cộng. Hai đội trưởng chìm hãm lại về vị trí. Dạ. Bây giờ thì hai đội trưởng tự động. Ê, trời đất ơi, nhỏ lại. Em, anh mới phát hiện em có chiếc bông giống anh. Là hai đứa mình hợp về nhau. Ê, trời ơi, trời ơi, bất chấp quá rồi. Em ơi, em chọn ai? Dạ, em xin đưa ra quyết định của mình đó. Em đừng nói nhỏ cho MC nghe thôi. Em xin đổi anh BB Trần. Ai hay chưa? Hay chưa? Chúc mừng BB Trần. Người thua cuộc thì không nên nói nhiều thôi mà thôi em vậy đổi. Không sao, chúng ta vẫn còn ba tài năng nữa. Đúng rồi. Rất là cá tính. Đừng có vội vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tài năng tiếp theo. Xin mời. Người ta chưa hát mà bấm cái gì? Bất chấp vậy luôn á. Anh đứng bên đây cho đẹp hình em. Xin tài năng. À, dạ đúng rồi. Khó kỳ quá à, cái này chơi kỳ quá à, mua chuột cho. Bao ân hận với một người, nặng lời nhau đau vỡ trái tim. Người tổn thương đi rồi, nhận ra phải sống xa em chẳng về nhà. Ông đã biết cần qua lấy mực, biết đời nắng sưởi ấm mỗi ngày. Anh giờ không che con như trước. Lần nữa,
Tôi yêu cầu hai đội trưởng kìm hãm cái sự gọi là phấn khích của mình. Bốc yeah, đồng chỗ mình dữ chua kìa. Hên là anh Tài là anh gọi là thanh niên cứng. Mặc kệ cho hai bà dòi xung quanh với bà múa, anh vẫn hát nguyên bài tròn dành rõ tờ chữ. Đây, giới thiệu đầy đủ. Đây là anh Lưu Minh Tài. Anh ơi, khỏi giới thiệu luôn. Khỏi giới thiệu luôn em chào. Mới bước ra là tụi em biết rồi. Quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà gì nè, gặp anh ở ngoài á, trời thấy cưng quá anh ơi. Mặt anh thấy cưng quá luôn á, rất là dễ thương luôn á. Hâm cưng từ trong clip rồi. Nhìn ở ngoài mới thấy cưng. Ý là ở trong clip đã cưng, ở ngoài còn cưng hơn. Anh Tài ơi, anh Tài lên tiếng đi anh Tài, anh Tài giới thiệu về mình đi. À, cảm ơn hai em. À, thì tôi tên Lưu Minh Tài. Tôi tới từ thành phố Cần Thơ. Tôi là nhạc công organ cũng được 10 năm. Thì tôi cũng biết chế nhạc, cũng nghe nhiều thể loại nhạc. Thì góp phần cho hai đội, chắc có thể là anh biết nhiều bài, anh giúp được cho hai em. Anh giúp một em thôi, anh chọn em nào luôn đi. Anh, cái cơ duyên nào mà để đưa anh đến với lại những cái ca khúc của anh? Cơ duyên là giống như là cái đó là cái anh hay ca kiểu như một cái bài hát anh hay ca kiểu của anh đó. À, Bolero. À, sau này bạn nó nói thôi giờ ca ông ca ông đợi ông ca đi tôi quay cho ông. Đó thì đợi ca quay mọi người nghe chung với anh luôn tới giờ. Thôi nhưng mà khi mà em xem những cái video mà anh trên mạng xã hội của anh á thì có thể là những bạn trẻ người mọi người xem mọi người đầu tiên mọi người sẽ cười trước. Nhưng mà đầu tiên em xem em rất là nể phục anh. Đúng rồi. Tại vì một bài hát nhạc trẻ mà anh chuyển thành bolero là một cái điều rất là khó, không phải ai cũng làm được đâu. Và cái đó là rất là khâm phục. Em nghĩ như nè, em nghĩ là em rất là thích anh nhưng mà em nghĩ anh rất là phù hợp với Hải Kiều. Tại vì Hải Kiều có cái khả năng đó là hát nhạc trẻ thành nhạc bolero. Ủa vậy luôn hả? Đâu Kiều thử coi Kiều. Thành cải lương luôn, thành cải lương cũng được luôn. Thử coi Kiều. Đó là khả năng đặc biệt. Đó là thiên bẩm, đó là thiên bẩm của Hải Kiều. Thử coi Kiều. Nó quá là... Nó quá là chính xác. Không phải, em không phát được. Bây giờ xí nè, cả hai đội trưởng. Bây giờ ai sẽ chọn anh Lưu Minh Tài về đội của mình nè. Bây giờ ai sẽ chọn? Here. À, em nghĩ là em sẽ nhường cái nó nhường thôi, giành đâu có lại. Không phải giành lại, nhưng mà em thấy rất là phù hợp với Hải Kiều. Tại vì không chừng là khỏi nói nhiều đâu, khỏi nói nhiều. Anh vui rồi đó. Phối hợp nhau thành một cặp trời sinh. Wow. Như vậy là hai đội thì đã sở hữu một thành viên đầu tiên rồi. Và thưa quý vị, bây giờ là thí sinh thứ ba. Nữa hả? Đứng đây được rồi, đứng trên đẹp. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không muốn ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau, giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi. Làm gì khác,
chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hay quá Phát ơi. Chào, giờ chào. Em nghĩ là đây em chọn nè. Tại vì em với anh Phát biết nhau rất là lâu, biết nhau từ nhỏ lúc hai đứa dưới quê lận. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tim. Ờ, quê anh ở đâu? Có gì kỳ vậy chớ vậy em? Ờ, quên, quê anh em An Giang, còn anh là... Anh là cũng Giang luôn đó. À, dạ anh là gì? Anh Kiên Giang. Đó cũng gần nhau, cũng gần nhau rồi. Rồi bây giờ cho người ta nói đi nè. Dành nó. Phát ơi, Phát giới thiệu cho mình đi Phát. Lời nói đầu tiên thì cho Phát xin gửi lời chào đến anh Huy với lại chị Trâm và tất cả các bạn ở đây, và lời chào đến BB Trần và là Hải Chiều. Phát tên thật là Trần Hữu Phát và nếu em của mình là Sony, hiện tại công việc chính đó là diễn viên và làm stylist. Mà Phát yêu âm nhạc không? Dạ em rất yêu âm nhạc ạ. Mà Phát có nghe nhiều thể loại âm nhạc? Thật ra thì thường thì người ta nói là vô trong phòng karaoke thấy có một thánh karaoke, đó là em thường giật mic và cũng giống như là bấm tất cả các bài hát mình thuộc. Rồi vậy là về em là đúng rồi, về em là hợp lý rồi. Bây giờ cả hai đội trưởng đều nhấn nút chọn, đều giành giật bạn hết. Bây giờ bạn được quyền chọn ngược lại, bạn muốn về đội nào? Nói chung là ai cũng là bạn của Phát cả thì. Nhưng mà em có lợi thế hơn là tại vì cái giọng hát của em phù hợp với anh hơn. Em hát bài sau tất cả được, đâu phải chịu hát bài sau tất cả thử thôi. Sau tất cả. Cái không? Lạc liền. Để trở về với nhau. Em hát được mà. Hợp với anh Tài hơn. Anh Tài hợp với Tài. Thôi nó. Phát, quyết định là của em. Dạ thì thôi. Alo, thì. Alo đàn em hả? Đi đến tới sớm, Phát đứng sẵn nha. Hâm dọa, dùng mọi cách để hâm dọa. Chơi hâm dọa. Thôi bây giờ mình chơi một cái gì khó. Bây giờ mình thử thách lại hai khách mời nha. Đó. Đúng rồi, kêu hai cái lương đi. Trời ơi. Phát, bây giờ Phát muốn sao? Phát muốn hai cái con người này làm cái gì cho Phát nè? Thì bây giờ thử BB Trần sẽ hát một câu giọng cổ và Hải Chiều hát một câu giọng cổ. Phát ơi, anh giết em đi Phát. Anh nghĩ sao hát câu giọng cổ được? Câu giọng cổ. Bây giờ xin mời người hát đầu tiên Hải Chiều. Có cần lấy đàn lấy tông không nè? Đàn vô mất tông luôn á. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kênh Nga. Làm lại được không? Được ừ. Em cắm lại đi. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm cô không gặp mà chứ họ tìm ai mà dữ vậy, tìm gặp mấy họ, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Hay quá. Ủa, tao mới có hò mà vỗ tay quá trời. Không chiếm sóng chương trình quá rồi, về chỗ đi. Chưa giọng cổ. Dòng cổ chưa có dòng cổ. Vô đi em, vô đi, không ai dành với em luôn. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kênh Ngã Bài. Cũng bị lạc rồi. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chiều cắm xong rồi đó bây giờ. Ô em hát bài giọng cổ tin được không? Đỡ. Nó cũng có câu giọng cổ á nha. Đó, có giọng cổ là được. Là hát câu giọng cổ đó. Người yêu ơi anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không thay đổi lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Nó không có chính đâu. Tôi không chịu. Không chịu mà chịu. Phản đối. Ở trên cảm giác là em hát bị ít trên phô hơn Hải Chiều nhiều. Phản đối vô hiệu, ngồi xuống. Tôi nghĩ là có sự người nhà gì trong đây. Thôi bây giờ để quyết định cho Phát đi. Phát ơi. Dạ thì thật ra thì Chiều thì em cảm thấy là hát trong cổ nhiều hơn với lại bạn BB. Nhưng thì em quyết định tôi nghĩ là có sự người nhà gì trong đây. Em quyết định về đội BB ạ. À, hay chưa. Trời ơi. Hồi chứ nửa tiếng rồi người ta chọn đội kia.
đây là người nhà cùng quê, nó có tính chất sắp đặt. Yêu, vẫn còn một người cho bạn nữa. À, là bây giờ em không được giành luôn hả? Đúng không. Rồi đó. Chị Hồng Ngọc Hà. Bước nào cái ca sĩ tôi gọi tôi cười đã luôn nè. Bây giờ là thí sinh cuối cùng, xin mời. Về mình đi nào. Dạ em tên là Nguyễn Lê Nhung. Biệt danh, bút danh, nghệ danh của em là Dâu Sương. Hiện tại Dâu Sương đang làm truyền thông marketing tại Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, bây giờ ở FPT truyền thông marketing nữa là bảo đảm giới thiệu về bản thân mình là xuất sắc luôn. Có một điều mà cô này còn đặc biệt hơn nữa là cổ có biết đánh võ trên năm. Nền nhạc học võ 12 năm rồi đó. Wow. Võ gì em? Vậy là một đoạn karate kết hợp với nhạc. Karate. Hên là hôm nay bận váy đó. Nhưng mà gì nè, nhưng mà em thấy gì nè, em nói là không biết là em có nên suy nghĩ lại không, tại vì anh có thể xin chương trình là do không suy nghĩ gì hết trơn em. Vô đội của anh cũng được, ba đứa luôn cũng được. Em biết sao? Đội trưởng gì đâu mà lúc mà nhạc lên á, lúc mà nhạc vừa lên mấy cái nốt đầu tiên á thì quay qua hỏi BB vậy nè. Bài gì vậy? Trời, tại nhiều bài quá. Tại nhiều bài quá, hiểu không? Mình đâu có biết được nhiều. Mà nói chung bây giờ đâu còn mình giành giật gì nữa. Đúng rồi. Rõ ràng là đội của BB Trần đang đủ hai thành viên rồi. Dạ em mời bạn. Xin mời em về đội của Hải Triều. Không được thêm của anh. Không được thêm luôn á. Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói
thêm là chơi mình á. Có vẻ như đội hình chúng ta đã có sự đầy đủ rồi. Và bây giờ hai đội trưởng ơi, mình phải nghĩ ra một cái tên để gọi đội mình cho nó thật là mạnh mẽ, thật là đầy cái sự nhiệt huyết nào. Em suy nghĩ như này, em nghĩ là cái đội của em nhìn vô quá rõ rồi. Mọi người thấy ông trai đẹp không à? Nên là em định lấy tên là Nam Thần. Nam Thần hả? Còn bên đây? Còn Triều. Nữ Thần hả? Nữ Thần hả? Á Thần. Á Thần. Vậy đúng cái gì? Như vậy một bên sẽ là đội Nam Thần, một bên là đội Á Thần. Bây giờ là vòng thi đấu đầu tiên với tên gọi Tàng Hình. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với vòng thi đấu đầu tiên, tên gọi đó chính là Tàng Hình. Các bạn sẽ trải qua một cuộc thi đối kháng giữa hai đội trưởng. Và ngày hôm nay, cuộc thi chúng tôi dành cho các bạn đó chính là xem ai dài hơi hơn. Và chữ cái chúng tôi đề nghị đó chính là chữ U. U. Bây giờ các bạn hãy hát chữ U và giữ dài nhất có thể. Chữ đờ mới vui, BB đớt chữ đờ. Rồi chữ đờ sao kéo dài? Đờ. Cái này được, cái đi. Vậy hãy chịu mới thi xong luôn rồi đó. Không, chưa. Hãy chịu vừa xong luôn rồi. Bây giờ chữ U bắt đầu. À, và chúng tôi chắc chắn là giành quyền cho tôi mới đã làm trước rồi, đừng có nói cho tôi vậy nha. Vậy ai mà nói em? Hải Triều. Hải Triều thì sao? Không, Hải Triều thì trước. Hải Triều thì trước. 3, 2, 1. Ồ. Thời gian chúng tôi xác định được là 15 giây. 15 giây hả? Hay nửa tiếng thì 15 giây. Đi đi chân. Ủa bắt đầu chưa anh? Bắt đầu. Anh quay, từ từ, anh phải giúp 3, 2, 1, 3. À, từ từ, lấy hơi đã. 2, 3, bắt đầu. Tại vì em biết em có cố gắng cũng không có dài bằng đâu, nên thôi. Rồi cuối cùng phân định thắng thua rồi. Thời gian của Baby Trần là 45 giây. Baby Trần thắng. Cái gì? Ủa mới nói gì vậy? Không nghe rõ vậy, mới nói gì vậy? Anh đặt cái chập tre này. Cái này là người nhà thi nè. Có ở Kiên Giang không? Gì Châu Đốc gì không? Có. Trung Hoàng. Trời. Nói nghe nè, trao giải cho luôn đi. Tội thi nữa. Trao giải được cho rồi. Thật ra chúng tôi là những người rất là khách quan. Chúng tôi hồi nãy cứ nhầm lẫn bởi vì sóng bị nhiễu, trời lạnh đó. Hải Triều, bạn là người chiến thắng. Và bạn có quyền được lựa chọn mình thi đầu tiên hoặc... Cảm ơn. BB sẽ thi đầu tiên. Thái độ. Chặt mặt. Cho thi sau liền luôn. Vì thái độ của người dân không tốt. Chúng tôi tước quyền đúng rồi. Chiều chọn đi em. BB thi trước. Ok. BB thi trước. Bây giờ BB sẽ chọn một người bạn bất kỳ của đội Hải Triều để thách đấu với mình. Ai? Chà. Căng nha. Đây. Nhạc sĩ ảo lộn, nhạc công organ 10 năm, ca sĩ võ thuật 12 năm. Bây giờ BB chọn một trong hai đi nè. Thôi cho em nghĩ là em chọn anh Tài. Anh Tài. Dạ. Trời ơi. Xin mời anh Tài. Xin mời anh Tài thấy chỗ của bây giờ, Hải Triều. Anh Tài sẽ vô chỗ của Hải Triều. Anh Tài cố lên anh Tài ơi. Các đội chơi hãy nghe thật kỹ luật chơi như sau. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 bài hát trong vòng 1 này. Lần lượt ở mỗi bài hát sẽ hiển thị 2 đoạn nhạc. Ở đoạn nhạc đầu tiên không chứa câu hỏi của chúng tôi, mà đoạn nhạc đầu tiên sẽ do 2 ca sĩ hỗ trợ. Họ sẽ hát để các bạn hình dung ra về giai điệu, về lời hát, bài đó là bài hát gì. Và ở đoạn nhạc thứ hai sẽ chứa đựng câu hỏi của chúng tôi.
đó là một dòng chữ được tô màu vàng sẽ xuất hiện và biến mất trong vòng 5 giây. Nhiệm vụ của các bạn là phải dùng trí nhớ ghi nhớ thật nhanh dòng chữ đó và hát lại trọn vẹn đoạn hát đó. Sau khi hát xong, các bạn phải đọc lại một lần nữa đáp án của mình là gì. Nếu các bạn hát đúng mà đọc sai, coi như kết quả là sai. Và nếu các bạn hát sai, đọc đúng, kết quả vẫn là sai. Chúng tôi xác định dựa trên hai kết quả, một là hát, hai là đọc. Rõ chưa? Và chỉ có 3 bài hát thôi. Vì thế nếu đội nào là đội chiến thắng được 2 bài hát, dĩ nhiên là đội chiến thắng vòng thi đầu tiên này, giải thưởng là 3 triệu đồng. Một điều quan trọng nữa, đó chính là sau khi chúng tôi có hiệu lệnh 10 giây nhấn chuông bắt đầu thì các bạn mới được quyền nhấn chuông. Nếu nhấn chuông trước sẽ gọi là vi phạm luật chơi. Hãy nhớ nghe hiệu lệnh. Và bây giờ bài hát đầu tiên xin mời. Xin mời ban nhạc. Lời và 5 giây. 5 giây quan sát thử thách của chúng tôi đưa ra. Và thời gian nhấn chuông 10 giây bắt đầu. Xin mời Nam Thăng. Nam Thăng. Làm ơn cho em một ly cà phê sữa, em bị tuột đường. Đây, nhớ không? Ồ. Xin mời. Rồi, ghi nhận. Xin mời đáp án. Xin mời ban hệ thống cho đáp án. Bibi ơi. Và bây giờ xin mời bài hát kế tiếp. Xin mời ban nhạc. Thôi chết em rồi. Cố lên anh Tài ơi. Chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt. Chúng tôi đưa ra cho các bạn. Năm giây quan sát. Và 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau buồn cười nhưng rồi lại thôi, nói ra em ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho vài câu luyến thương, ân hoan hôn như ngất ngây, ôi ngất ngây trong lòng. Chỉ thấy tim hồng, chiều tim không mây. Đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim.
hồng nhường tin đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tương bước ai tìm về. Dòng bóng tay đón em nhưng nào thấy sầu sương lên tim biết bao giờ cho. Anh Tài đọc lại một lần nữa đáp án ạ. Hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu với có lớn thương. Hân hoan hồn như, hân hoan hồn như, hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm. Đắng cay trong lòng chị thấy thiệp không? Vâng ạ, hệ thống đã ghi nhận hai phần trả lời của anh vừa hát vừa đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả như thế nào nha. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như ngất ngây hồi, ngất ngây trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Anh Tài ơi, tuyệt quá luôn. Thôi đi. Tại vì hình như là phần hát có bần, có từ sai. Phần hát không phải có từ sai. Nói lúc đó đúng mà tại nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng mà. Thôi, đúng là định mệnh rồi. Và như vậy thì chúng ta đã có 2 điểm cho đội BB. Nam Thần, xin chúc mừng bạn. Thật ra điều này đồng nghĩa là trong vòng 1 này đội Nam Thần là đội đã chiến thắng giải thưởng là 3 triệu đồng rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một bài hát nữa. Xin mời bài hát cuối cùng. Xin mời ban nhạc. Quá quen rồi. Tủy ấm. Tủy ấm. Gió đêm tràn ly, anh chìm đắm trong men cây đàn. Nằm khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi. Quan sát. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Nam Thần. Cái câu này là cái câu mà em thích nhất trong cái bài hát rồi luôn. Mình hát chung với nhau luôn ạ. À, hát chung với nhau đi. Hãy say cùng anh. Hãy say. Tôi về chỗ. Không. Hát một cái là nó hát dở liền. Bắt đầu từ đầu thì được rồi. Hãy say cùng anh. Cùng anh hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em. Dù trong phút giây người tan biến dần, người tan biến dần phía sau những nỗi sầu. Vừng em chẳng qua đâu cho một mối tình, dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với BB. Đọc và đáp án nào. Dạ, đáp án của em là tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng. Ok. Hệ thống. Như vậy ở vòng đầu tiên đội Nam Thần nhận được 3 triệu đồng. Và bây giờ
sẽ là vòng 2. Số tiền thưởng tăng lên là 6 triệu đồng. Tiền trong tay em hơi quá nè. Wow. Và bây giờ sẽ là lượt lựa chọn đối thủ của đội Á Thần. Hải Triều, bạn chọn ai? Em lựa chọn chủ shop. Xin mời Pháp. Còn cái em này để lại chút xíu tính sau. Và như vậy thì chúng ta đã có người chơi để thách đấu với lại Hải Triều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi tiếp theo được mang tên Phản Chiếu. Được chơi cũng như là vòng 1, chúng ta vẫn có 3 bài hát. Với đoạn nhạc đầu tiên sẽ dành cho ca sĩ hỗ trợ để giúp cho các bạn biết đó là bài hát gì. Tới đoạn nhạc tiếp theo các bạn sẽ thấy được thử thách. Đó là một hoặc hai dòng chữ màu vàng sẽ không biến mất đi trong vòng 5 giây mà lật ngược lại. Với 3 bài hát như thế, hai bài dẫn trước các bạn sẽ giành chiến thắng với trị giá giải thưởng là 6 triệu đồng. Cố lên Phát ơi. Đơn giản dễ hiểu, ok. Lưu ý, không được nhắc với mọi hình thức. Không được nhắc tuồng nha. Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc. Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại. Biết đâu tình đến vừa chơi giây phút thôi. Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã 3 ngày. Mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy. Thử thách của chúng tôi đưa ra cho các bạn 5 giây, các bạn hãy quan sát thật kỹ nhé. Thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Bắt đầu. Xin mời Á Thần. Á Thần. Wow. Chiều. 3 giây. 3, 2, 1. Âm nhạc. Yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều. Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại. Thật quá tiếc. Làm lại nha. Thôi không được, không được, đâu được làm lại đâu. Chúng ta đã ghi nhận đáp án vừa rồi. Thôi hết rồi, hết rồi. Đâu ra cái kiểu mà hát ừ thôi mà làm lại vậy. Em đâu ừ đâu, tại em đọc không được luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ cho bạn cơ hội đọc lại nè. Đọc đi nào. Đọc đi. Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu. Người. Trời ơi, dễ ẹt luôn á. Rồi. Người ta sẽ. Trời ơi, dễ ẹt luôn đó. Bây giờ mới biết nó dễ ẹt. Xin mời bảo hệ thống quánh giá. Vậy cho em được 3 triệu. Làm những cái chữ này thiệt á. Bác ơi cứ đứng yên đi. Cả bài, bà cả 3 bài đứng yên hết đi. Ở là mình thắng hả? Ở là mình thắng thôi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. 1-0 nghiêng về đội Nam Thần. Chủ shop em có 1 điểm vậy đó. Chúc mừng em. Bài hát tiếp theo. Bài hát tiếp theo. Mời ba nhạc. Ôi. Bài này dễ nè. Quá dễ. Biết hát mà không có nhớ lời. Đi ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn. Để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò. Nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao. Mà giờ đây
chỉ còn em nhớ thương thật nhiều. Và thử thách dành cho các bạn. Và 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Nam Hồng, xin mời Phát. Nhìn hàng mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà anh. Để con tim cô đang càng thêm nhớ anh. Hôm vui, ước ao thật cơn mơ có nhau. Vơi đi nỗi nhớ, nhớ đến ai em lặng lẽ nhớ đến ai em nhắm gió mây mang em đến đây, đến với em một lần, đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn, đến với em xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. Bấm chuông, anh đừng bấm cho mình hăng. Phát ơi, đọc lại nào. Ước ao tha, ước ao, ước ao thành cơn mơ. Tối nay đến bên anh. Dạ đúng rồi đó, dạ dạ. Thôi rồi, không có chuyện đó cầu hoàng ấy. Tôi nghĩ là cũng phải là hình thức thôi. Hệ thống ơi, đúng hay sai? Bèn bèn cho coi. Nhìn hàng mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà anh. Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh. Hôm vui, ước ao thật cơn mơ có nhau. Sao chắc chắn hả bóng, còn không để cho hai kiều. Tỷ số một đều. Và bây giờ là bài hát cuối cùng, xin mời. Phần bài hát quan trọng nè, coi thử ai thắng nè. Xin mời ban nhạc. Chen nhau đi một hàng, người đàn bà hờ hàng, sống đến chuyện người thì nơ nàng, sống đến chuyện mặc hàng thời trang, với con người người đọc vào bản sáng. Chúng ta hãy xem thử thách nào. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Mời đội Nam Thần. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì cắn đan không tìm về thì giờ ra lên bao hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để người ta tươi sáng, thế nên bây giờ điều quan trọng nhất à, anh kia cầm với chị này, anh kia là với chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây, cứ dâng cùng với đồng bào không tin miền đôi cô cao, cứ ra lời nói lời bao một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau ao 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 ao, từng ngày vội vội vàng đi qua câu chuyện ngày ngày càng đầy xa, trên bàn tiền có lẽ ai kia hỏi tôi thì tôi kia cao ca. Em đã thắng chung cuộc Miss 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 xà náo ca từ đâu vậy em? Trời ơi, cái bài này em thuộc nằm lòng luôn á. Tại em là cái người mà diễn bài này mà em thu xui cho luôn. Em ngồi xuống đi. Phát ơi, đọc lại một lần nữa nào. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Đúng rồi đó, đúng đúng mà không có đúng. 6 triệu.
xin mời hệ thống ạ. Mất tiền rồi. Như vậy thì không cần làm gì nhiều mà đội Á Thần cũng giành chiến thắng với 6 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng 3, tên gọi đó chính là Dream Team. Quý vị và các bạn thân mến, đến với vòng thi Truy Tìm này thì chúng ta cũng sẽ có một phần thay đổi nhân sự. Bây giờ hai đội trưởng sẽ cùng thi với những thành viên còn lại trong đội của mình. Và thưa các bạn, luật chơi vòng thi này rất đơn giản. Chúng ta vẫn sẽ có 3 bài hát nhưng độ khó tăng dần lên. Bởi vì giải thưởng tại vòng 3 này đó chính là 9 triệu đồng. Và sẽ có 3 bài hát, vẫn có 2 đoạn nhạc. Đoạn nhạc đầu tiên là do ca sĩ hỗ trợ thể hiện. Đoạn nhạc thứ hai sẽ có chứa đựng câu hỏi của chúng tôi, đó chính là 1 đến 2 dòng chữ được tô màu vàng. Và đặc biệt, 2 dòng chữ này sẽ có thứ tự sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là phải sắp xếp lại những từ này thành một câu hát hoàn chỉnh và hát rõ ràng. Và đọc lại một lần nữa rõ ràng đáp án của mình. Ai thắng được 2 bài hát trước, dĩ nhiên người đó giành được giải thưởng 9 triệu đồng. Các bạn sẽ lựa chọn ra một người để phải thi đấu. Và chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời bạn hệ thống. Ơi, mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Có hay. Ok. Hệ thống ạ. Và như vậy đội Á Thần đã đạt đến 2 điểm trước đội Nam Thần. Nhưng chúng ta vẫn còn một bài hát nữa. Và dĩ nhiên bài hát này sẽ là bài hát dựa trên tinh thần giao hữu. À, cho bên kia hát á. Ừ. Xin mời bài hát thứ 3. Mời ban nhạc. Em là bà nội của anh. Em hát đi. Oh. Yeah. Vợ ơi, you knock me out, you let me down. Baby em hãy nghe bài hát, anh viết cho em bằng những lời ca từ trái tim chân thành. Hãy lắng nghe một chút thôi, một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên, hạnh phúc cho anh chỉ riêng mình em, oh baby. You can say now, 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 now. Em bấm cho em. 10 giây dính chuông, bắt đầu. Nam Thần, mời Nam Thần. Nam Thần. Lỡ hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn xem mưa đừng có lo. Nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu em đến điểm nào mà anh lại thấy như thế, nó rất ngầu. Em
Trời, BB đọc lại là BB. Đọc là đáp án nào? Dù là giờ đây anh phải hóa thân thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Xin mời bạn hệ thống đánh giá. Có nhân đạo không nè? Và chiến thắng tuyệt đối 3-0 dành cho Á Thần. Chính triệu đồng đã dành cho Á Thần, xin chúc mừng các bạn. Và đừng lo, đội Nam Thần ơi, chúng ta vẫn còn vòng 4 nữa. Ở vòng 4 này, giải thưởng sẽ là 12 triệu đồng. Rất nhưng dĩ nhiên, để đạt được 12 triệu đồng này thì không phải là dễ dàng. Bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng nhau đến với vòng thi đấu thứ tư với tên gọi đó chính là Biến hóa khôn lường. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với vòng thi đấu thứ tư này, tên gọi đó chính là Biến hóa khôn lường. Và bây giờ xin mời hai người chơi còn lại hãy cùng bước xuống vị trí đội của mình. Luật chơi vòng 4, chúng ta sẽ có hai chủ đề và mỗi chủ đề sẽ chứa đựng một bài hát. Và bài hát này sẽ chứa đựng tất cả những thử thách từ vòng 1 đến vòng 3, đó chính là tàng hình, phản chiếu và truy tìm. Những thử thách này sẽ liên tiếp diễn ra không ngừng lại. Và nhiệm vụ của các bạn là phải hát liên tục, vượt qua thử thách liên tục. Sau khi các bạn hát xong bài hát này, chúng tôi sẽ dựa vào số điểm mà hệ thống đã chấm để biết được ai là đội chiến thắng. Trong trường hợp cả hai đội đều vượt qua được bài hát này, hoàn thành xuất sắc hết cả 3 thử thách, số tiền thưởng sẽ được chia đôi. Còn nếu như cả hai đội không thể hoàn thành được thử thách này thì số tiền thưởng sẽ quay trở về là số 2 0. MC hả? No. Chúng tôi MC không được lấy. Cũng ước gì được lấy nhưng mà không. Chúng ta cũng không được lấy luôn, không ai được có số tiền này hết. Sẽ có hai chủ đề. Và hai chủ đề này sẽ lần lượt hiện lên, nhưng các bạn phải nhấn chuông để giành quyền chủ đề nào mình cảm thấy quen thuộc hơn. Có khi mà nhấn chuông mình chỉ định ta hát được không? Không. Có hai chủ đề, ai nhấn chuông sẽ được chọn chủ đề mà mình yêu thích và cái chủ đề còn lại sẽ dành cho đội không nhấn chuông. Ha. Và lưu ý nha, nếu các bạn chọn chủ đề xong, các bạn sẽ biết được tên bài hát đó và hãy chỉ định ra một người gọi là xuất sắc nhất trong đội bạn để vượt qua ba thử thách. Hai thành viên còn lại chỉ việc lùi về phía sau và cổ vũ, không được nhắc. Ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai chủ đề của sẵn vòng thi cuối nha. Cùng này. Sau 5 giây thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm chuông nha. Và 5 giây bấm chuông để chọn chủ đề. Bắt đầu. Á Thần, bạn chọn chủ đề nào? Em chọn chị Hồng Ngọc, em không chọn em đâu anh. Em nhường cho BB chọn em. Hình Hồng Ngọc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát Mắt Này Cha Cha Cha, cha, cha. Ai Đúng sẽ là người hát? Ai sẽ là người hát ạ? Một người. Và hai bạn còn lại lui về phía sau. Xin mời. Quan sát. Không nhắc nha. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mãi thất thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có một ngày em còn thơ ngây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai. Tiếp tục
5 giây quan sát. Sau 5 giây các bạn sẽ hát. Bắt đầu. Xin mời. Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em. Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên oh la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Tiếp tục. Xin mời. Em xinh tươi như bông như hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức trong mơ. Còn tim anh khát khao đợi chờ, trong cõi lòng ôm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé, cô bé ơi. Và đối với bài hát này, bạn đã vượt qua hai thử thách. Thử thách thứ nhất và thử thách thứ hai. Đối với thử thách thứ ba thì bạn đã bị sai lời, cho nên là bạn đã thành công với hai thử thách rồi. Và Nam Thần, bây giờ là tới lượt của các bạn, ai sẽ là người thể hiện? Chết rồi. Ca khúc của các bạn đó chính là bài hát Từng Thời. Video clip này là Hải Triều đóng đúng không? Dạ. Ai sẽ là người hát ạ? Em. Xin chúc mừng Bi. Bảo trọng nha Bi. Từng Thời, bắt đầu. Một hai ba bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mân mê trôi trên những sáng chế. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Bây giờ sẽ là 5 giây quan sát. Trái đất làm gì em biến tất mà anh chút mắt em xem như là biến mơ. Tiếp tục. 5 giây quan sát cho thử thách này. Đôi khi nhiều quá anh hóa hư không. Ôi hiện đại quá người ta khó cười. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khi ta lìa xa. Và thử thách cuối cùng. Cố lên. 5 giây. Cố lên nào. Hiện đại làm chi em hỡi, hiện đại làm chi anh hỡi. Hiện đại làm chi đời mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hỡi. Rất tiếc là như vậy. Ở thử thách cuối cùng này, em bị dấp chữ. Cả hai đội đều đã hoàn thành xong bài hát của mình. Và cả hai đội đều thực hiện được cả hai thử thách. Và như vậy có nghĩa là số tiền thưởng 12 triệu đồng sẽ được chia đều cho cả hai đội. Các bạn vẫn có tiền thôi. Xin chúc mừng cả Á Hậu. Tụi em vẫn là người chiến thắng. Tụi em là Hoa Hậu. Á Hậu 1. Thưa các bạn, là sân khấu à. Dạ thưa quý vị, khoảnh khắc này đã tới rồi. Đó chính là lúc. Cái gì vậy Triệu? Tâm lý hân hoan hoa hậu. Đây nè. Nhưng mà gì nè, nhưng mà ít ra đó là cái phần thi của em vẫn hát. Còn bây giờ chuyện nhờ trợ giúp bạn nữ. Không cần. Xứng đáng. Chắc lẽ là bạn nữ phải đăng quang mới đúng, bạn nữ là xứng đáng nữa không? Ủa em là đội của anh mà. Nhưng mà em là người thi cái phần đó. Sang lên nè, hãy vậy gương mặt. Dạ thưa quý vị, thần thái sang chảnh. Giải thưởng của đội Thần nhận được là 20
1 triệu đồng. Thành nói nghe nè, đọc lại cái tên đội đi, cái tên không có sang. Và sau đây đội Á Thân. Dạ, mạnh mẽ dạ, ok dạ. Dạ đúng quý vị, sau đây đội thôi bỏ luôn chị Tâm, chị Tâm. Okay. Vậy nói chị Tâm, nói thôi tới từ tôi rồi phải không? Ừ, nói rồi. Trời, tôi mừng quá. Và kính thưa quý vị, kế bên đội Á Thần là đội Nam Thần. Với sự cố gắng của mình hết sức, các bạn đã giành được số tiền chia đều là 3 triệu cho mỗi người, cộng lại là 9 triệu đồng. Và đúng quý vị, như vậy chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Và hãy nhớ gặp lại chúng tôi vào tối thứ Bảy lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Bây giờ có câu hỏi cho hai anh chị là chúng ta là những người bạn rất thân nhau ngoài đời, ok, nhưng mà lên sân khấu này thì mỗi người sẽ phụ trách một đội và phải đấu với nhau. Hai anh chị có cảm nhận như thế nào? Em ơi, mình chơi gì đây vậy? Mình phải gắn kết với nhau chứ, mình thân mà. Anh là ai? Em tôi không ơi anh. Anh xê ga đi. Chiến lược đó. Đây là người lạ à? Ok. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn vài trăm. Mượn rồi tôi trả, đừng đòi mệt nhanh quá. Mệt mỏi quá. Yêu là đau, thương là đau sao, cho mọi người đi về đã vẫn nhau về. Tình là có không khi nào. Đừng vội chi, just take it slow. Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu. Không ngờ chương trình này dám mời cái nhóm này tới. Ờ, em ơi, ở cái này là Liz, Emma và Yvonne. Đón xem tập 2 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2018, tức mùng 2 Tết, trên kênh HTV7. Bây giờ Hạ Trâm, Ngô Kiến Huy cùng với các khách mời xin chào và hẹn gặp lại.